Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại video clip của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày nghỉ bình an, vui vẻ, hạnh phúc nhé. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2020. Và theo âm lịch ngày hôm nay là ngày mùng 5 tháng 7 năm Canh Tý, và ngày này là ngày Mậu Tuất tháng Giáp Thân năm Canh Tý. Ngày hôm nay là ngày Hoàn Đạo. Giờ Hoàn Đạo trong ngày, giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Về ngũ hành niên mệnh Bình Địa Mộc, ngày Mậu Tuất tức Can Chi tương đồng thuộc thổ, và ngày hôm nay là ngày tốt các bạn nhé. Về nạp âm Bình Địa Mộc Kỷ Tuổi Nhâm Thìn Giáp Ngọ, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành thổ, không sợ mộc nhé. Ngày Tuất lục hợp với Mão, tam hợp với Dần và Ngọ, thành hỏa cục, xung với Thìn, hình Mùi, Hải Dậu và Tuyệt Thìn nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Canh Thìn, Bính Thìn, tuổi xung trong tháng, tuổi Mậu Dần, Bính Dần, Canh Ngọ và Canh Tý. Về các sao tốt xấu trong ngày, có các sao thô tốt như là sao Thiên Đức tốt mọi việc, sao Thiên Phú tốt mọi việc, sao Thiên Quang tốt mọi việc, sao Lộc Khố tốt cho việc cầu tài, khai trương, sao Kim Tâm tốt đối với an táng, sao Nhân Chuyên, sao Đại Cát tốt cho mọi việc. Về sao xấu cũng có sao như là sao Thổ Ôn, Thiên Cẩu, kỵ về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tự, sao Tin Tặc xấu đối với khởi tạo, động thổ, về nhà mới hay là khai trương, sao Quả Tú xấu với cưới hỏi, sao Tam Tang kỵ khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sao Ly Sàng kỵ cưới hỏi, sao Quỷ Khóc xấu đối với tế tự và an táng nhé. Và ngày mùng 5 tháng 7 năm Canh Tý này, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mùng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi bun, dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn các bạn nhé. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Đông Nam, Tài Thần hướng Bắc. Và tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2020. Ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp được chính ấn chia chở, cho nên công việc của bạn đang trên đà rất chi là phát triển tốt đẹp nhé. Ngày này với bản mệnh tuổi Tý có thể gặp phải không ít khó khăn, nhưng sau những cái khó khăn là cái cơ hội vô cùng là sáng lạng với bạn. Bạn tuổi Tý bản mệnh nên thể hiện hết sức mình, dù sao những cố gắng và nỗ lực của bạn cũng sẽ được cấp trên nhìn nhận. Sự thành công được đánh giá bởi nhiều cái yếu tố, năng lực làm việc của bạn cũng vậy nhé. Trong ngày Mậu Tuất này với bạn tuổi Tý, ngày này bạn lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc. Cái điều này báo hiệu cho bạn tuổi Tý thấy rằng dấu hiệu cái chuyện tình cảm của bạn không được suôn sẻ cho lắm nữa. Bản mệnh của bạn tuổi Tý trong ngày này cần bình tĩnh để xử lý những cái tình huống có thể xảy ra với bạn, để làm sao cho đạt tình đạt lý, tránh làm rạn nứt tình cảm bạn tuổi Tý nhé. Và trong cái ngày Mậu Tuất này với bạn tuổi Tý ngày này bạn cũng không nên làm những cái công việc trọng đại nhé. Ngày mùng 5 tháng 7 này là ngày Nguyệt Kỵ, mùng 5, 14, 23, đi chơi còn thiệt nữa là đi bun, dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng,
khó mà đạt được kết quả như ý muốn bạn tuổi Tý nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc kim, tình cảm của bạn đang có điểm báo sứt mẻ. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc thủy, công việc tiến triển tốt. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc hỏa, bạn biết cách lo toan. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc thổ, bạn cần thêm thời gian. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc, bạn đừng quá ham mê công việc quá nhé. Đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày chủ nhật này là sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lục, màu trắng. Quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2020. Ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là các vận trình của bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, thìn tuất Sửu mùi. Cho nên cái ngày Mậu Tuất này với bạn tuổi Sửu, cái con đường tình duyên của bạn vốn chẳng đã hanh thông mà lại càng thêm phần trắc trở nhé. Bạn tuổi Sửu, bạn thiếu đi cái sự tự tin khiến cho đối phương hiểu lầm bạn càng ngày càng sâu sắc đó. Bạn tuổi Sửu, bạn chẳng muốn giải thích vì chán nản khi mà người mình yêu đã không hiểu còn không chịu tin tưởng mình nữa. Cái nỗi lòng dồn nén đã lâu như bị bùng nổ, gây ra cái đám cháy khó có thể dập tắt được với bạn nữa đó. May mắn là trong cái ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu, bạn lại đang gặp được chính tài xuất hiện, nâng đỡ cho cái vận trình của bạn. Bạn có được tia sáng trong ngày hôm nay là tài lộc làm ăn được thăng tiến, thu nhập từ công việc của bạn cũng khá chi là rủng rỉnh, đặc biệt là những cái công việc phụ không cần thiết phải bon chen quá nhiều bạn tuổi Sửu nhé. Và ngày này với bạn tuổi Sửu cũng không nên làm những cái công việc quan trọng trong ngày, bởi trong ngày có nhiều sao xấu như là sao Thổ Ôn này, sao Thiên Tặc, sao Quả Tú, sao Tam Tang, Ly Sàng, Quỷ Khốc, mọi chuyện không có lợi, người thì bị mất của, gặp chuyện chẳng được như ý, bản thân hay gặp nguy hiểm, nhiều cái phiền toái lắm, nhiều thị phi lắm bạn tuổi Sửu nhé. Và ngày này bạn cũng nên hạn chế những cái chuyến đi xa để đảm bảo an toàn cho mình bạn tuổi Sửu nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc kim, tài lộc của bạn dễ dàng. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy, tình cảm không được như ý. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hỏa, mâu thuẫn liên miên. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc thổ, bạn gặp điều không mong muốn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc, tình duyên tan vỡ. Về sự nghiệp của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2020. Trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dần ạ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Dần ngọa tuất, cho nên bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong cái chuyện tình cảm của mình lắm nhá. Và bạn tuổi Dần dù còn nhiều cái vướng mắc trong cái mối quan hệ nhưng không vì thế mà hai người buông tay nhau đâu đó nhá. Ngày này bạn tuổi Dần được sự ủng hộ của thêm một người, là thêm một uy tín đáng mừng với bạn nữa. Bạn thấy mình may mắn khi tìm được người mình yêu thì hãy chứng minh cho mọi người thấy đó là sự thật và viết lên cái hạnh phúc trong cái khuôn mặt niềm nở của mình nhé. Ngày Mậu Tuất này với bạn tuổi Dần ạ, ngày này bạn lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này bạn cần phải nỗ lực hơn nữa để không tự mình đánh mất đi những cái cơ hội thăng tiến ở phía trước. Đừng có chủ quan, tự cao có mức về cái năng lực của bản thân mình bạn tuổi Dần nhé.
bạn hoàn toàn có thể đang đi lầm đường, sai bước nữa. Và trong cái ngày mùng 5 tháng 7 năm Canh Tý này, ngày này bạn cũng không nên đầu tư hay là làm những cái công việc trọng đại nhé. Bởi trong ngày này bạn gặp nhiều sao xấu như là sao Thổ Ôn, sao Thiên Tặc, sao Quả Tú, sao Tam Tang, sao Ly Sàng, sao Quỷ Khốc. Mọi chuyện không có lợi với bạn, có người còn tổn hao vật về tiền của, gặp nhiều chuyện trái ý nghịch lòng, bản thân gặp nguy hiểm, nghiệp khó thành, lắm thị phi lắm nộm. Và ngày mùng 5 tháng 7 này là ngày tam nương tương sát, họa tai khôn lường nhé. Ngày nguyệt kỵ mùng 5, 14, 23 đi chơi cũng còn thiệt nữa là đi buôn. Dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời nửa đoạn, làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn bạn tuổi Dần nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy, tình yêu kiếm sắc. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa, bạn cần tìm hiểu về công việc. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, bạn đừng để mình thất bại. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, bạn cần phải chứng minh tình yêu. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, bạn hãy cho mọi người thấy cái cảm giác an toàn. Đánh giá của bạn tuổi Dần: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mão, chủ nhật, ngày 23 tháng 8 năm 2020. Ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mão, ngày này bạn đang gặp được ngày Mậu Tuất, Mão Tuất nhị hợp. Cái điều này cho thấy bạn tuổi Mão có phần đào hoa quá mức khi mà có biết bao nhiêu người thầm ngưỡng mộ và bày tỏ cái tâm tình với bạn. Và bạn tuổi Mão, bạn băn khoăn không biết nên nhận lời ai nữa đó nhé. Trong cái ngày Mậu Tuất này với bạn tuổi Mão, ngày này cũng đang có kiếp tài xuất hiện, ngáng trở cái vận trình, cái con đường tài lộc của bạn lại không được suôn sẻ thuận lợi cho lắm. Bản mệnh dễ tin người không đúng chỗ, vì thế mà gặp phải những kẻ chuyên đi lừa gạt người khác nữa. Bạn tuổi Mão có thể sẽ đánh mất một cái khoản tiền kha khá vì không ngộ tỉnh sớm giấc đó bạn nhé. Nhiều cái vấn đề phát sinh sau đó có thể khiến cho bạn tuổi Mão cảm thấy hối hận vô cùng. Và trong cái ngày mùng 5 tháng 7 này, bạn tuổi Mão cũng không nên đầu tư lớn nhé. Ngày này bạn gặp nhiều sao xấu như là sao Thổ Ôn, sao Thiên Tặc, sao Quả Tú, sao Ly Ta Sàng, sao Quỷ Khóc. Mọi chuyện không có lợi với bạn, có người mất tiền mất của, mọi chuyện trái ý nghịch lòng, bản thân không được thuận lợi cho lắm. Cũng kiêng kỵ cái việc xuất hành đi xa nữa bạn tuổi Mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, bạn đừng quá tuyệt vọng. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, bạn cần thấu hiểu nửa kia. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, tiền bạc thất thoát. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, bạn mất tiền hao của. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, tình cảm thăng hoa. Về đánh giá của bạn tuổi Mão, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn, chủ nhật, ngày 23 tháng 8 năm 2020. Ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thìn, bạn đang gặp phải cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi, cho nên các chuyện tình cảm của bạn không được đẹp cho lắm, tình cảm đôi lứa khó mà giữ được bền vững như mong muốn nhé. Và bạn tuổi Thìn, bạn cảm thấy chán nản khi cứ phải chứng minh tình yêu của mình. Bạn tuổi Thìn trong ngày Mậu Tuất này, bản mệnh muốn được người ấy tin tưởng, dù sao với những cái sóng gió trở ngại mà cả hai đã vượt qua thì đâu có gì là không làm được. Nhưng đối phương
thể hiện cái thái độ hoàn toàn khác với những gì mà bạn tưởng tượng nữa đó bạn tự thìm nhé. May mắn là trong cái ngày mùng 5 tháng 7 âm lịch này lại có thiên tài độ mệnh. Cái điều này làm cho bạn tự thìn có được cái sự chăm chỉ, cần cù và kiếm được một cái khoản tiền kha khá với mình. Bạn mệnh sẽ có người giới thiệu cho công việc ngoài lề, nhưng cái nguồn thu cũng không nhỏ với bạn đâu đó bạn tự thìn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, tiền bạc rủng rỉnh. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, sóng gió tình cảm. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, nghi ngờ mâu thuẫn. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, bạn mất lòng vào nhau. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, bạn cần phải mạnh mẽ hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ, chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2020. Và ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn đang gặp được thực thần xuất hiện chia chở cho bạn, cho nên bạn tuổi Tỵ được bảo vệ trên cái con đường tìm kiếm tài lộc cho mình. Và bạn tuổi Tỵ ngày này có thể kiếm tiền nhanh chóng nhờ cả vào cái việc làm ăn kinh doanh của bạn nhé. Cái việc đầu tư cũng khá thuận lợi và bước đầu mang tới cái thành công, mà cái nguồn tài lộc cứ ùn ùn kéo đến với bạn. Bạn mệnh đang đi thì cứ đi đúng hướng rồi, hãy cứ tiếp tục phát huy đi bạn tuổi Tỵ nhé. Trong ngày Mậu Tuất này với bạn tuổi Tỵ, ngày này bạn lại đang gặp ngày có hỏa sinh xuất cho thổ. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tỵ đừng có nghĩ rằng bạn chăm sóc đối phương là sẽ được công nhận tình yêu đâu. Có thể cái sự nhiệt tình của bạn sẽ khiến cho bạn trở thành một thứ gì đó khác với người yêu thương của người kia đó nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, tình yêu thay đổi. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, tiền bạc dồi dào. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, kinh doanh thì phát đạt. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, bạn đừng có vội hy sinh. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, hãy sống cho mình nhé. Về đánh giá sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 3, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ, chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2020. Và ngày chủ nhật này với bạn tuổi Ngọ xem tử vi cho chúng ta thấy là cái ngày này bạn tuổi Ngọ đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp dần Ngọ Tuất, cho nên bạn dễ dàng bày tỏ tình cảm của mình lắm nọ. Và bạn tuổi Ngọ, bạn hãy lắng nghe tiếng gọi của trái tim mình và đừng có trốn tránh mãi như vậy nữa bạn tuổi Ngọ nhé. Tìm được một người thương yêu mình và mình cũng thương yêu người ta là khó lắm đó. Có bao người tìm kiếm cả cuộc đời này mà đâu có tìm ra. Vì thế, bạn hãy trân trọng cái hạnh phúc mà mình đang có và đừng có để hạnh phúc vụt bay khỏi tầm tay của mình bạn tuổi Ngọ nhé. Trong cái ngày Mậu Tuất này với bạn tuổi Ngọ, ngày này bạn lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này cảnh báo cho bạn tuổi Ngọ cần phải chỉn chu hơn trong cái công việc của mình. Bạn đang để những cái việc riêng tư của mình ảnh hưởng đến tiến độ công việc chính đó. Bạn cần phải cẩn trọng mà kẻo lại bị cấp trên sơ gáy đấy bạn tuổi Ngọ nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim, công việc của bạn có phần bất ổn. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy, tình cảm được thăng hoa. Tử vi tuổi Mậu Ngọ
thuộc hỏa, bạn cần phải nắm bắt thời cơ. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, bạn có phần tham lam quá mức. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, bạn cần phải biết điểm dừng. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ca, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi dần. Tử vi tuổi mùi, chủ nhật, ngày 23 tháng 8 năm 2020. Ngày chủ nhật này với bạn tuổi mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là các vận trình của bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung thìn tuất sửu mùi, cho nên bạn đang có điểm báo có kẻ tiểu nhân quấy phá nhé. Và bạn tuổi mùi có thể bạn sẽ cần rất nhiều dũng khí để tiến bước tiếp, bạn cần phải gạt bỏ mọi định kiến của xã hội để được ở bên người mình yêu, những cái mong muốn hạnh phúc cho riêng mình nữa đó. Và trong cái ngày Mậu Tuất này với bạn tuổi mùi, may mắn là bạn đang gặp được chính tài nhập cục. Cái điều này làm cho thu nhập của bạn mệnh tuổi mùi trong ngày này khá chi là ổn. Công việc chính thì tín chín, tốt đẹp, bù đắp lại cho bạn là những cái khoản tiền lương, tiền thưởng đều đang trên đà thăng tiến với bạn. Bạn tạo thêm cái động lực cho bản thân mình nữa rồi nhé. Tuy nhiên, trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi mùi, bạn cũng cần phải thận trọng trong cái việc chi tiêu và có kế hoạch tiết kiệm kiệm cho riêng mình. Bản mệnh hãy lo lắng hơn cho cái tương lai của mình thay vì cứ để cho bản thân đánh mất những gì mình đang có, bạn tuổi mùi nhé. Và trong cái ngày mùng 5 tháng 7 âm lịch này, ngày này là ngày nguyệt kỵ mùng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn. Dân gian thường gọi cái ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, làm việc gì cũng khó mà đạt được kết quả như ý muốn, bạn tuổi mùi nhé. Chính vì cái điều này, trong cái ngày này, bạn không nên làm những cái công việc trọng đại như là cưới hỏi, sang nhà mới, hoặc là làm những cái công việc về đầu tư, kinh doanh khác, bạn tuổi mùi nhé. Trong ngày cũng có nhiều sao xấu như là sao thổ ôn, thiên tặc, quả tú, ly sàng, quỷ khóc, mọi chuyện cũng không có lợi, hay mất lòng, nghịch ý lắm đó bạn tuổi mùi nhé. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc kim, bạn cần phải tỉnh táo sáng suốt. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc thủy, tiền bạc lại được rủng rỉnh. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hỏa, tình cảm bị tổn thương. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc thổ, bạn dễ chịu khiển trách. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mộc, bạn đừng tự tin thái quá đó. Về đánh giá sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Thân, chủ nhật, ngày 23 tháng 8 năm 2020. Về tử vi tuổi Thân ngày chủ nhật này, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn trong ngày này đang có cái báo hiệu thoải mái đón nhận tình yêu đi bạn tuổi Thân nhé. Và bạn tuổi Thân, bạn đừng có chần chừ quá lâu nữa, kẹo tình yêu lại vỗ cánh bay đi mất, thì chỉ còn lại bạn tiếc nuối không nguôi mà thôi đó nhé. Ngày này, vợ chồng hãy dành thêm nhiều thời gian cho nhau, có thêm công việc bận rộn, cái cuộc sống lo toan, nhưng hãy sống đúng với những gì mình mong muốn. Đừng để cho bản thân phải nuối tiếc vì có được không trân trọng với bạn tuổi Thân nhé. Trong cái ngày Mậu Tuất này với bạn tuổi Thân, ngày này bạn lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này cảnh báo cho bạn tuổi Thân biết bạn đang có điềm báo nguy cơ phá tài hao của bạn trong ngày, rất dễ mù quáng tin người, bị tiểu nhân lợi dụng. Cái điểm yếu của bản mệnh là rất dễ bị lừa gạt,
khiến cho bạn không thể nào tránh được đau đớn bạn tủi thân nhé. Và trong cái ngày mùng 5 tháng 7 này với bạn tủi thân, ngày này cũng có nhiều sao xấu như là sao thiên tặc, quả tú, ly sàng, quỷ khóc, mọi chuyện không có lợi, có người mất của, trái ý nghịch lòng, bản thân gặp nguy hiểm, nghiệp khó thành, lắm thị phi, không làm được những cái công việc quan trọng trong ngày đâu đó. Ngày mùng 5 tháng 7 này cũng là ngày nguyệt kỵ, mùng 5, 14, 23, đi chơi còn thiệt nữa là đi buôn. Dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn bạn tuổi thân nhé. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy, tài lộc thất thoát. Tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa, tình cảm được thăng hoa. Tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ, bạn mở cửa trái tim. Tử vi tuổi canh thân thuộc mộc, tiền bạc khó kiếm. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim, bạn đừng để mình mắc sai lầm. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2020. Và ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có cục diện tương hại. Cái điều này sẽ khiến cho bạn tuổi Dậu cảm thấy rất chi là mệt mỏi khi cứ ở trong cái thế giằng co đó. Và bạn tuổi Dậu, bản mệnh không mong muốn phải rơi vào cái tình cảnh này, nhưng đã lỡ rồi thì chỉ mong muốn giải quyết thật nhanh mà thôi nhé. Trong cái ngày Mậu Tuất này với bạn tuổi Dậu, tình cảm của bạn khi đã hết thì đừng nên níu kéo nữa. Cái điều này chỉ khiến cho cái hình ảnh của mình trong nhau trở nên xấu xí hơn mà thôi đó. Và bạn tuổi Dậu đã lớn rồi, đã trưởng thành rồi thì hãy đối mặt với những cái vấn đề của mình thay vì cứ trốn tránh bạn tuổi Dậu nhé. May mắn là trong cái ngày Mậu Tuất này với bạn tuổi Dậu, chính quan nhập mệnh. Cái điều này cho thấy bạn tuổi Dậu vẫn đang có được cái sự tập trung, bạn vẫn có thể dồn sức mình vào cái công việc, đó sẽ là cái lựa chọn hoàn hảo với bạn trong cái thời điểm này nhé. Và bạn tuổi Dậu, nếu như bạn vẫn cứ dùng dằng mãi như thế này thì chỉ khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn với bạn mà thôi đó. Và trong cái ngày mùng 5 tháng 7 âm lịch này, ngày này có nhiều sao xấu như là sao thổ ôn, sao thiên tặc, sao quả tú, sao ly sàng, quỷ khóc, mọi chuyện không có lợi, có người thì mất của, gặp chuyện trái ý nghịch lòng nữa nhé. Bạn không nên đầu tư hay làm những cái công việc quan trọng, bởi ngày hôm nay cũng là ngày nguyệt kỵ, mùng 5, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn, làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn bạn tuổi Dậu nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, công việc của bạn tiến triển tốt. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, bạn gặp được đúng người đúng lúc. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, bạn nên học cách dừng lại. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, bạn đừng sợ buông tay. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, chuyện gì cũng có thể giải quyết được đó. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu vàng. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Về tử vi tuổi Tuất chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2020. Ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tuất á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn trong ngày này đang gặp được chính tài nâng đỡ, cho nên con đường tài lộc của bạn tuổi Tuất khá chi là hanh thông thuận lợi nhé. Bạn tuổi Tuất, bản mệnh có thể sẽ cần đến một người cố vấn để làm thế nào vừa tiết kiệm mà vừa khiến cho cái đồng tiền của mình sinh sôi nảy nở.
Tuy nhiên á, bạn tự túc, bạn cũng cần phải nhớ rằng hôm nay bạn chỉ có thể kiếm tiền bằng chính sức mình chứ chẳng thể nào dựa vào mấy cái trò may rủi đâu nhá. Thế nên bạn hãy suy nghĩ cho thật kỹ đoạn. Trong cái ngày Mậu Tuất này với bạn tuổi Tuất, Thổ Vượng, cái điều này cảnh báo cho bạn sức khỏe không được tốt cho lắm. Bạn tuổi Tuất dễ mắc bệnh về đường tiêu hóa, nhất là đau dạ dày. Bạn cần phải chăm sóc bản thân mình tốt hơn bạn tuổi Tuất nhé. Và cái ngày mùng 5 tháng 7 âm lịch này, cái ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, mùng 5, 14, 23, đi chơi còn thiệt nữa là đi bùn, dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó đạt được kết quả như ý muốn nhé. Bên cạnh nhé, trong ngày có nhiều sao xấu như là sao Thổ Ôn, sao Thiên Tặc, sao Tam Tang, sao Ly Sàng, sao Quỷ Khóc. Trong ngày mọi chuyện không có lợi, có người còn mất của, gặp nhiều thị phi, nghiệp khó thành, gắng lắm việc rủi ro với bạn lắm nộ. Chính vì cái điều này, trong ngày bạn không nên xuất hành đi xa, hay là không nên mạo hiểm đầu tư, không nên làm những cái công việc trọng đại như là cất nhà, xây dựng nhà cửa, cưới hỏi bạn tuổi Tuất nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, sức khỏe của bạn suy yếu. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, tài lộc được dồi dào. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, nguồn thu ổn định. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, bạn đừng tính chuyện dối gian. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, bạn làm bằng sức chính mình. Đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày Chủ Nhật: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường: màu trắng, màu nâu. Quý nhân phù trợ: tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi, Chủ Nhật, ngày 23 tháng 8 năm 2020. Ngày Chủ Nhật này với bạn tuổi Hợi, trên tử vi cho chúng ta thấy là cái ngày này bạn đang gặp được chính ấn xuất hiện. Cái điều này làm cho cái vận trình của bạn tuổi Hợi gặp được nhiều may mắn. Bạn tuổi Hợi sắp thăng quan tín chức rồi đó. Và bạn tuổi Hợi, những cái thành tích mà bạn đạt được đủ để chứng minh rằng bạn có năng lực vượt trội xua hẳn mọi người đó bạn nhé. Bản mệnh tuổi Hợi trong ngày Mậu Tuất này có thể sẽ mải mê công việc quá đà mà bỏ bê chăm sóc gia đình, khiến cho tình cảm đôi lứa lại trở nên nhạt nhẽo đi. Bạn cần phải tự chấn chỉnh lại bản thân mình, sắp xếp thời gian cho phù hợp hơn để gia đình có được cái ấm áp bạn tuổi Hợi nhé. Và trong ngày Mậu Tuất này với bạn tuổi Hợi, ngày này thổ thủy bất dung, cái điều này khiến cho nhiều cái điều không được như ý. Bạn tuổi Hợi, bạn muốn chứng minh rằng mình đang làm đúng và không có gì là không có thể. Chỉ tiếc rằng trong tình yêu thì làm gì có đúng và sai đó bạn tuổi Hợi nhé. Và trong cái ngày mùng 5 tháng 7 này với bạn tuổi Hợi, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ, bạn không nên đầu tư hay là tính đến làm những cái công việc quan trọng nhé. Mùng 5, 14, 23 đi chơi còn thiệt nữa là đi bùn. Cái ngày này là cái ngày làm việc gì cũng chỉ đạt được giữa chừng, khó mà đạt được kết quả như ý muốn đó. Bên cạnh, trong ngày gặp nhiều sao xấu như là sao Thổ Ôn, Thiên Tặc, sao Quả Tú, Ly Sàng, Quỷ Khóc. Mọi chuyện không có lợi, có người rẻ mất của, gặp chuyện trái ý nghịch lòng, bản thân gặp nguy hiểm, nghiệp khó thành, lắm thị phi lắm đó bạn tuổi Hợi nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi, tình cảm đang có điểm báo xấu. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, mâu thuẫn gia đình. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, công việc tín trị có phần thuận lợi. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, công danh thăng tiến. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, tình cảm phôi pha. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày Chủ Nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường: màu trắng, màu bạc. Quý nhân phù trợ: tuổi Tý, tuổi Sửu,
tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tích like, comment và bấm xem những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.